Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel nắng ấm của tôi nha. Hôm nay mình sẽ quay cảnh máy cắt lúa của ta 70 chạy đất lúa sập nè các bạn. Chạy lúng thôi nè, đất lúng các bạn ơi. Một chiếc chân ma 82, rồi một chiếc Yamaha 105 Blood luôn. Rồi lúa đây nó sập quá trời luôn nè. Hồi nãy lỗ này thì mình đó không làm thì nó đã bị lúng chỗ này nè, hơi bị quằn quại nè các bạn. Cũng chắc cũng lôi kéo gì ở đây nè, xô xát gì ở đây mới lên được nè. Đó là thấy chưa. Rồi ơi, lúa nó ngã coi nè. Rồi ơi, trước kia rồi dính luôn rồi kìa. Các bạn thấy chưa. Rồi dính. Nó 70 là cắt mấy vùng đất này rất là khó. Bên đây là 82 các bạn ơi. Rồi giờ chúng ta hãy nhìn lại chiếc máy này làm việc nha. Ôi, quá trời nhiều máy. Con dạng biển các bạn. Phải nói là một buổi chiều quá trời đẹp trời luôn. Trời không nắng cũng không mưa luôn. Rất là mát mẻ các bạn.
thô nè, quăng lúa được nè các bạn. Đó. Vừa xong một miếng các bạn ơi, rồi tiếp tục. Nó còn sư cụ miếng nữa. Rồi bên đây mấy chiếc máy vẫn hoạt động rất là tốt. Rồi con máy 70 bên đây bị lúng rồi nè các bạn, nãy mình có quay cho mấy bạn xem nè, lúng rồi. Đất ở đây chua ăn lắm mấy bạn ơi. Tiến hành tích cực để ra thu gom lúa vô các bạn. Cái bao này nó bị sình rồi các bạn ơi. Giờ là mấy anh em khiêng lên cậu nè để chất vô bãi. Rồi đó.